bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình muốn đưa các bạn tới một nhà hàng thịt nướng nằm hơi sâu một chút ở trong rừng. Mình nghe nói là nhà hàng này rất là ngon bởi vì ông chủ có rất nhiều kiến thức rất là rộng trong việc lựa chọn và chế biến thịt. Hàng đó có tên là Cao Bê Đợi. Xung quanh nhà hàng toàn cây là cây. Bây giờ đang là mùa đông nên cây lá rụng hết. Còn vào mùa hè, mùa xuân và mùa thu thì cảnh sắc rất là đẹp các bạn. Và ngôi nhà hàng này lại gợi cho mình nhớ tới một ngôi nhà nhỏ nhỏ, nhà gỗ nhỏ nhỏ trong khu rừng, trong những câu chuyện cổ tích mà mình đã từng đọc. Các bạn có thấy như vậy không? Ở bên cạnh nhà hàng có một khu chơi dành cho trẻ con. Bản nhạc đang được phát tại nhà hàng thì mình cảm thấy rất là đúng tính chất của văn hóa cowboy ấy. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào trong phía trong của nhà hàng. Nhà hàng được làm hoàn toàn bằng gỗ các bạn ạ. Và theo kiểu Block House, đúng tính chất của một nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật Bản. Mình thấy nhà hàng rất là rộng, tạo cảm giác rất là thong dong thoải mái. Các bạn có tin rằng là nhà hàng này đã được xây dựng từ năm 1985 không? Tính đến bây giờ là phải được 36 năm rồi. Trông nó rất là đẹp đúng không? Và nó có một cái lò sưởi kiểu cũ như thế này. Mình muốn ngồi nhìn ra cửa sổ, thế nên là mình đã chuyển sang bên này ngồi. Sumimasen, chibo onegaishimasu. Wow. Yeah. Thế này là tàn cho đấy các bạn. Đây là menu của quán. Như thế này. Mình sẽ giải thích từng món cho các bạn nha. Mình được biết là đây là nhà hàng đầu tiên được hội đồng quảng bá thương hiệu thịt bò Sidoi cấp giấy chứng nhận. Và khi mình ở đây thì mình nghe rất là nhiều tin, nhiều người nói rằng là cái quán này thịt bò rất là ngon, bởi vì là ông chủ quán ấy, ông ấy có kiến thức chuyên môn rất là sâu trong việc là chọn thịt, cắt thịt, rồi bảo quản thịt như thế nào để thịt có cái độ tươi ngon, đảm bảo được cái độ tươi ngon của thịt. Và ông ấy đã từng đi học trường cao đẳng chuyên môn về nghiên cứu về thịt. Thì ở Nhật Bản ấy thì mình thấy là họ rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ trong việc đào tạo cái nguồn nhân lực cho tất cả các ngành nghề. Chính vì như thế mà ở đây có rất nhiều các cái trường chuyên môn. Ví dụ như là mình có quen một cái chị bạn ấy thì chị ấy muốn trồng cây cà chua, trồng cà chua để bán ấy. Thì trước khi chị có thể trồng cà chua
thì chị phải đi học trường chuyên môn để học về các kỹ thuật trồng như thế nào để có cà chua ngon, và cũng như là và về thịt ăn cũng như vậy. Thì ở đây họ cũng có cái trường cao đẳng chuyên môn để dạy về cách chọn thịt này, chế biến thịt này, cắt thịt như thế nào để thịt đảm bảo được độ ngon. Thế nên là bây giờ mình đang rất háo hức, không biết là đồ ăn ở đây ngon như thế nào, có đúng giống như cái lời đồn đó hay không. ランチセットでライスとお味噌汁、サラダです。じゃあ牛脂です。一度鉄板に引いてからどうぞ。1列目と3列目が白老牛バラ肉です。真ん中が白老牛もも肉になります。Các bạn có thể nhìn thấy là thịt có cái độ mỡ rất là khác nhau. Hàng thứ nhất thì có rất là nhiều mỡ, hàng thứ hai thì là thịt đùi nên là ít mỡ nhất, thì sẽ tốt cho những người lớn tuổi hoặc là những người ăn kiêng. Còn hàng thứ ba thì có độ mỡ vừa phải. 私は聞きましたけど、すごいこのソースはなんか秘密的なソースですね。特製の開業以来の特製のタレです。いただきます。Phần thịt nhiều mỡ, mình sẽ ăn trước. Thực sự là rất là ngậy các bạn ạ. Khi mà ăn vào và siêu mềm luôn. Cái nước thịt ý, mình thấy mình thích cái nước thịt và nước mỡ cùng với mùi thơm của thịt nướng hòa quyện vào nhau, tan chảy trong miệng của mình. Mình sẽ chấm nước sốt này nha. À, đầu tiên mình sẽ thử vị nước sốt. Vị nước sốt ở đây thì có vị rất là ngọt. Ngọt và mặn. Thực ra là cũng không hẳn là rất là ngọt. Mình thấy độ ngọt rất là vừa. Và nó khác với vị nước sốt ở quán thịt trước mình ăn. Khi mà bạn chấm, khi mà mình chấm cái thịt mà miếng thịt vẫn có nhiều mỡ ấy, vào cái nước sốt này này, thì mình thấy cái nước sốt này, cái vị ngọt của nước sốt và vị mặn của nước sốt nó đã trung hòa bớt đi cái độ ngấy của thịt. Và mình cảm nhận được cái nước thịt này được hòa quyện với mỡ này, cộng với cái mùi thơm của thịt nướng này, cộng với cái mùi vị ngọt của nước sốt và vị hơi mặn của nước sốt, thì nó tạo ra được một cái vị rất là ngon. Đây là thịt đùi, tức là chỗ phần ít mỡ. Wow. Mình thấy đầu tiên phải nói rằng là nó rất là mềm, ngoài sức tưởng tượng của mình. Và nước thịt thì ngọt. Mặc dù là nó không nhiều nước thịt như là cái thịt mỡ vừa nãy. Thịt này là thịt ba chỉ, có lượng mỡ vừa phải nhất. Lại còn mềm hơn cả thịt đùi vừa nãy các bạn ạ. Và khi ăn với nước chấm ấy thì mình thích nhất cái vị này. ごちそうさまでした。会計お願いします。ありがとうございます。はい。Ở đây các bạn cũng có thể thanh toán được thẻ Visa các bạn ạ, và các hình thức thanh toán điện tử khác. 3282円です。はい、ありがとうございます。Tổng tiền của mình là 3282円.
và tương đương vào khoảng 650.000 tiền Việt. Mình đã làm quen được với các cô nhân viên dễ thương của quán. Dạ, cô nào cũng dễ thương. Tốt từ chỗ đấy. Hey. Chào mừng các bạn tới Cao Bê Đường nha. Các bạn khi vào tới Siro thì nhớ đến Cao Bê Đường. Quá. Wow. Mất rồi. Ở đây các staff rất là friendly đúng không các bạn? À, và bây giờ thì mình cũng phải kết thúc video của mình tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye. Bye bye.